Mad Max Furiosa là một bộ phim giải trí xứng đáng để ra rạp coi. Tuy nhiên, my mother was magnificent. Tuy nhiên là tuy nhiên gì? Sao nói tuy nhiên cái ngừng lại đó vậy anh? Thì như các bạn đã biết, hay là các bạn không biết thì tôi nói cho các bạn biết. Mad Max Furiosa nó là một phần mới làm vào năm 2024, nhưng mà nó kể câu chuyện trước cái bộ phim Mad Max Fury Road năm 2015, nói về nhân vật Furiosa trong bộ phim đó. Thành ra bạn nào mà chưa coi cái bộ phim 2015 ấy, thì bạn nói ủa là sao? Ai đây? Nhưng cũng không sao cả, bởi vì đây là một bộ phim giải trí. Bạn coi bạn không biết ai cả, bạn vô bạn cũng vẫn giải trí được. Đặc biệt là với những bộ phim mà có trái nổ, xe cộ, rồi đụng người bắn nhau đủ kiểu như vậy. Mà không phải chỉ có một cái kiểu mà nó rất là chán như là kiểu Fast and Furious đâu phải. Tôi đã có review phim Fast and Furious, coi càng lúc càng chán. Đây là một bộ phim mà các bạn coi, các bạn sẽ cảm thấy người mà nó căng cứng trong suốt một bộ phim 2 tiếng rưỡi, mà mình hầu như đều bị dán đít vô trong cái ghế mà không dám đi toilet, tại vì sợ nó mất. Mà không phải là nó mất chi tiết về cái gì mà trong bộ phim á, phim này không phải là cái loại phim mà như Inception, bạn đi ra xong bạn đi vô xong là bạn không hiểu gì hết, không phải. Phim này á, bạn coi từ đầu tới cuối, bạn hiểu, bạn bỏ khúc nào ra bạn vô bạn cũng hiểu hết đó. Khúc nào cũng có chạy hết. Nhưng đó cũng là một cái hay, cũng đồng thời nó là một cái dở của bộ phim này. Nên ra tôi mới nói chuyện tuy nhiên, bởi vì thực sự nó không hay bằng Mad Max Fury Road. Mặc dù đó là bộ phim vào năm 2015, gần 10 năm về trước rồi, bộ phim này nó vẫn hay với sự góp mặt của Anna Joy Taylor, là cái cô mà trong The Queen's Gambit các bạn. Nhưng coi cái review này rồi sẽ biết nó hay chỗ nào, nó dở chỗ nào ha. Các bạn biết không, đạo diễn của bộ phim Mad Max Furiosa này cũng chính là đạo diễn của cái bộ phim Mad Max Trilogy từ hồi năm 1979. Damn! Dám cá là hầu như khoảng 80-90% những người mà coi clip này đều chưa có đẻ ra vào năm đó. Bảo đảm luôn, đó là một bộ phim mà làm ở bên Úc, mà làm cho hai người là đạo diễn và cả diễn viên, đó là anh Mel Gibson, là nổi tiếng mà toàn cầu luôn đó bạn. Với cái bộ phim mà về một cái vùng đất hoang dã, The Wasteland đó mấy bạn, gọi là hoang địa theo như dịch theo kiểu mới á, thì cơ bản là thế giới tận thế rồi, mọi người te tua tơi tả hết, nhưng mà vẫn có những người vô cùng đẹp trai lái xe nhìn ngầu luôn đó. Thì John Miller, ổng đã đạo diễn cái bộ phim đó là ba bộ phim. Sau đó tới năm 2015, ổng xuất hiện một lần nữa và ổng làm một cái bộ phim Mad Max Fury Road. Và trời đất quỷ thần ơi, bà con coi vô nó, sao ông này ổng hay vậy trời? Ổng làm được một cái bộ phim mà nó kinh khủng cỡ như vậy. Thời điểm đó là coi thiệt, tôi coi mà ra rạp coi mà tôi không có biết gì về cái phần kia, ngoài trừ cái chuyện là Mel Gibson, ảnh đóng Mad Max rồi hết trơn á đó. Vô coi cái phần này một cái, ôi trời, Tom Hardy đóng cái bộ phim này, rồi Charlize Theron nữa, ớm không? Bộ phim mà trời ơi, nói thiệt, cái bộ phim Mad Max Fury Road á, nếu mà bạn tóm tắt lại chỉ đơn giản là chạy đi rồi chạy về, hết vậy thôi đó mấy bạn. Chỉ có một câu thôi, chạy đi và chạy về. Nhưng toàn bộ những gì các bạn coi ở trên màn ảnh thì thật sự nó vô cùng đã luôn. Nó đã là từ cái chuyện mà action, rồi đã tới chuyện mà diễn, rồi nói chung là mọi thứ, rồi có gái, rồi có xe, rồi có đủ thứ hết trơn á đó. Mà nhìn vô là mình coi mình đúng là kiểu mà giải trí. Thì cái bộ phim Mad Max Furiosa vào năm 2024 đang chuẩn bị ra rạp, là đang ra rạp rồi, tùy vào cái lúc thời điểm tôi ra cái clip này á, nó nói về câu chuyện kể về nhân vật Furiosa, là cái nhân vật vào năm 2015 á, là chị Charlize Theron chị đóng rồi. Chị đó là một tay của chị là đã bị thay bằng một cái cánh tay máy, tức là anh bị cụt tay, và chị bắt đầu chạy về cái vùng đất hứa của chị. Mà đó là những cái câu hỏi và nó trả lời trong cái câu chuyện mùa năm 2024, tức là trong cái bộ phim mà Mad Max Furiosa này. Chị đến từ đâu và tại sao chị lại chạy về cái chỗ đó? Tại sao tay của chị lại bị cụt như vậy? Tay của chị phải dùng cái tay vậy đó? Tất cả những câu chuyện đó nó xảy ra. Và thực sự những cái câu hỏi đó không có ai hỏi hết. Thiệt, câu này chỉ có Hollywood hỏi thôi à. Tại vì làm cái phần Mad Max năm 2015 quá trời tiền luôn, quá trời người coi luôn, mình coi thấy đã lắm. Thành ra giờ kêu anh tuy năm nay anh 80 tuổi rồi, nhưng mà anh có thể nào làm một bộ nữa để tôi kiếm thêm tiền được không? Thì anh John Miller sau khi suy nghĩ một hồi, không phải kêu anh nữa, cụ luôn á, cụ mới nói ok để cụ làm. Nhưng mà cụ làm trời đất ơi, đúng là càng già càng gân, làm vẫn vô coi cũng quay luôn. Nói thiệt, mặc dù á, một khía cạnh nào đó thì những cái cảnh mà hành động ở trong cái bộ phim Mad Max Furiosa này nó thực sự không có được bằng như là trong Mad Max Fury Road. Đúng vậy, nếu các bạn coi Mad Max Fury Road á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cảnh hành động, bởi vì toàn bộ 2 tiếng đồng
đồng hồ của cái phim mà Mad Max Fury Road á đều là chạy hành động chạy hành động, nếu một bộ phim mà liên tục từ đầu cuối. Mà phim nó hay một cái là giống như là mình đang đi mà festival EDM vậy đó, mà mình không có cảm thấy mà bị đuối sức, bạn coi 2 tiếng mà bạn vẫn cảm thấy nó hay ho. Thì trong cái bộ phim này á, nó được chia ra thành những phần khác nhau. Bây giờ đây là một câu chuyện nói về thời xưa tại sao như vậy, thành ra nó phải có từ nhỏ rồi nó lớn lên rồi những cái giải thích này nọ lọ chai, thành ra nó dẫn tới là nhịp điệu của câu chuyện Mad Max Furiosa nó không được nhanh chóng và liền mạch như là trong cái bộ phim Mad Max Fury Road. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó dở, bởi vì nó cho chúng ta thấy được là có một diễn viên nhỏ nữa, nhỏ này nó diễn hay. Đó là cái cô bé mà diễn vai của Furiosa hồi còn nhỏ. Đó là cô bé nó diễn hả vô nó thiệt, lúc mà tôi nhìn nhỏ nên tôi thấy ủa sao nhỏ này sao nó giống Anna Joy Taylor với vậy, nhìn nó giống y chang luôn mấy bạn, mà nó diễn rất là hay. Cái cách nó chạy rồi cái cách nó hành động á, nhìn mình cảm thấy được sự dứt khoát mà công nhận trời sao coi mấy đứa nít mà nước ngoài sao nó diễn từ hồi nhỏ nó đã diễn xịn rồi, tới lớn nó thành diễn xịn nữa, hèn chi không hiểu sao nó nổi tiếng toàn bộ thế giới quốc tế vậy được, đúng là kêu bằng mà. Nói chung về cơ bản các bạn coi bộ phim này các bạn sẽ cảm thấy khâm phục phần diễn xuất của cô bé đóng vai Furiosa hồi còn nhỏ và Anna Joy Taylor khi mà đóng vai lớn. Bởi vì cái cô mà Anna Joy Taylor của chọn được cái vai này chọn cổ á, là thiệt sự nó quá hợp lý luôn. Bởi vì trong Mad Max á, là thế giới tương lai là nát bấy hết rồi, toàn là sa mạc rồi bão tố rồi đủ kiểu, bão cát lùm la hết. Mà trong cái bão cát á, cái thấy rõ nhất á, là ánh mắt của Anna Joy Taylor. Nhìn vô cái ánh mắt một cái các bạn thấy hả, nó xanh lè xanh lét à, mà nó vô cùng nổi bật giữa nguyên một cái đám mà bụi mù luôn. Các bạn thấy nhỏ mở mắt là tự nhiên thấy như đèn xa cho nó, trời nó kìa nó chính là Furiosa. Đúng cái kiểu mà đặt cái tên mà đúng vô ngay cái nhân vật đó, thật là casting hai nhân vật này quá hợp lý luôn. Nhưng cái casting nhân vật của anh Thor Chris Hemsworth á, thì thực sự nó nằm ở một cái khoảng là vừa ok nhưng lại vừa không ok lắm. Bởi vì cái nhân vật Dementors của anh á, đóng vai là kiểu như là một cái thằng, nếu mà các bạn coi trailer rồi các bạn sẽ thấy đây là một nhân vật mà gây ra cái khổ ải, cái cuộc đời mà trôi dạt mà nát bấy của Furiosa. Thì các bạn coi bộ phim này các bạn sẽ thấy vô là ảnh diễn á, mình không có ghét ảnh được. Nói như vậy các bạn, bạn coi ảnh ở trong Thor rồi, bạn coi thấy ảnh hài dễ thương, qua bên này bạn cũng thấy ảnh cũng vẫn dễ thương như vậy. Ngay cái khi ảnh làm những cái chuyện mất dạy, đó là các bạn coi trailer các bạn sẽ thấy rồi, má của Furiosa bị vậy bị ghi là chắc chắn là anh này ảnh hành hạ má của Furiosa rồi làm sao cho má Furiosa ra đi nè. Nhưng mà ngay cả mình coi cái cảnh đó, ngay lúc ảnh đang hành hạ má của Furiosa, mình cũng cảm thấy anh này cũng dễ thương nữa. Nó không có một cái vẻ gì là kêu bằng mà anh này tàn ác. Cho tới cuối phim mình coi mình cũng không có cảm thấy là anh này có gì mà ác mà để phải giết ảnh hết trơn. Thiệt á, coi cái bộ phim này á, mình thấy được giống như là anh Chris Hemsworth, ảnh đang cố gắng thoát ra khỏi cái vai Thor và anh diễn một cách mà thoải mái, giống như là ảnh đang diễn một cái vai mà Joker, giống như của anh Heath Ledger trong cái bộ phim mà Batman vậy đó mấy bạn. Cũng có cái sự mà khùng điên, cũng có cái sự mà lovable goofy, nhưng mà dẫn tới một cái là ảnh lovable goofy quá, mình tin, mình cảm thấy là ảnh dễ thương thiệt. Thành ra từ đầu tới cuối mình cảm thấy mày này nó khùng khùng, nó ngu ngu quá, nhưng mà nó dễ thương chứ nó không có tới mức mà ác kiểu như vậy đâu. Thành ra cái nhân vật nó giống như là chưa đủ ác để mà cho cái vai đó, để mà dẫn tới cái chuyện là để Furiosa phải trở thành một con người mà suốt ngày mà chỉ có trả thù như vậy. Tại vì khó trả thù được một cái thằng mà nhìn cái mặt nó dễ thương, mà nhìn thấy cái hành động của nó thấy nó cũng có vẻ dễ thương thiệt đó mấy bạn. Còn những nhân vật khác thực ra thì cũng không có gì để nói hết trơn á. Những nhân vật khác các bạn coi bạn sẽ thấy giống y chang như là mình coi tất cả những bộ phim mà liên quan tới những cái vùng mà apocalypse, người đánh người rồi gì, nhìn đứa dơ đứa này có thể đổi mặt qua đứa kia, mình coi hồi mình không biết đứa nào là đứa nào hết trơn á. Chỉ có cái anh đó, cái vai của anh giống như là một người thầy, cũng đồng thời sẽ là một người mà có một phần gọi là love interest, tức là cũng có tình cảm với lại chị Furiosa. Vai của anh được đặt ra giống như thay thế cái phần mà Mad Max. Bởi vì như các bạn thấy cái bộ phim Mad Max á, cái vai chính á, là anh Max. Hồi xưa á, là Max á, là được Mel Gibson đóng. Sau đó tới cái bộ phim 2015 á, thì anh Tom Hardy đóng. Thì bây giờ á, là một anh khác. Anh này cũng không phải là Mad Max luôn, nhưng mà cái vai của ảnh là cũng một kiểu một người dày dạn xương gió ở trong cái vùng hoang địa, vùng wasteland rồi đó. Thì ảnh giống như là một kiểu người mà dạy dỗ cho Furiosa để trưởng thành thành Furiosa mà chúng ta thấy vào năm 2015. Thành ra anh này ảnh diễn vừa đạt nhưng mà vẫn đạt tới đó thôi. Tại vì cái cảm giác của tôi coi bộ phim này thấy ảnh giống như là một người hùng, nhưng mà giống như là một người mà làm công ty, nhưng mà thôi mình thấy cũng không có gì vui, mình chắc sắp nghỉ công ty này tới nơi rồi đó mấy bạn. Coi thấy nhân vật chỉ có nổi nhất là hai đứa Furiosa thôi. Còn những nhân vật khác các bạn coi các bạn không nhớ, hay là các bạn nhớ hay không sao cả, nó không có ảnh hưởng tới cái sự mà trải nghiệm của các bạn trong cái bộ phim này. Bởi vì bộ phim này nói lại nói đi dây về cũng cái một cái thôi, đó chính là những cái cảnh action. Những cái action trong bộ phim này á, mặc dù một phần nào đó nó có vẻ như là
CGI nhiều hơn so với phần trong Fury Road. Thành ra mình coi mình sẽ cảm thấy nó không có đủ đã như là trong phim Fury Road. Thực sự nếu mà bây giờ các bạn bật cái bộ phim mà Mad Max Fury Road năm 2015 lên các bạn coi, các bạn cũng sẽ thấy má sao mà nó hay dữ vậy, sao mà nó làm thiệt dữ vậy. Là bởi vì nó làm thiệt. Những cái cảnh ở trong đó đó, nhìn hả các bạn thấy đang chạy xe mà nó búng qua búng lại rồi nó lúng lấy xe đủ kiểu hết trơn, trái nổ tùm lum tà la. Tất cả những cảnh đó đều đã quay thiệt. Chỉ có điều là nó quay vào những thời điểm khác nhau và nó ghép lại để ra được một cái bức tranh mà chúng ta coi chúng ta thấy nó hỗn loạn. Nhưng mà có một cái sự mà vẻ đẹp trong cái sự hỗn loạn đó, The Beauty in Chaos đó mấy bạn. Thì coi cái bộ phim này chúng ta sẽ cảm thấy phần nào là nó không có đủ ở trong những cái cảnh đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó dở, mà so với những bộ phim mà về hành động khác chúng ta đang coi từ trước tới giờ trong đây á, mặc dù về phim Mỹ là phim gì cũng vậy, phim Việt Nam thôi khỏi nói rồi, phim Mỹ khỏi nói, gần đây cũng không có cái bộ phim nào mà có một cái cảnh hành động mà mình coi mà mình cảm thấy đúng là phim hành động mà nó làm phải làm như vậy. Các bạn thử nghĩ đi, một chiếc xe chạy xong rồi có một cảnh hành động thì các bạn sẽ nghĩ tới à vậy là những cảnh hành động như là trong phim Fast Furious. Không có. Mình coi trong cái này một chiếc xe mà nó làm như là một cái xe lửa rồi đó. Nó chỉ đơn giản là một chiếc xe chở hàng thôi, mà nó xảy ra từ khoảng đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, rồi đoạn ở dưới cái xe, rồi trên đầu xe, rồi đủ thứ hết trơn hết á. Mà ông đạo diễn ông 80 tuổi rồi mà ông nghĩ ra được những cảnh đó, mà ông đạo diễn để quay những cái cảnh đó là mình coi mình phải phục được. Má sao ông già mà ông hay dữ vậy? Mà coi lên clip mình coi má thấy ông này 80 tuổi mà thấy ông nhân khỏe nữa. Ông đã khỏe mà ông ra quay phim ở ngoài sa mạc mà quay những cái cảnh kiểu như vậy. Trời đất quỷ thần ơn tôi mà trẻ tôi ra ngoài đó thôi tôi còn thấy chết nữa mà ông làm được. Mà một bộ phim để chúng ta dán đích trên một cái rạp coi 2 tiếng rưỡi là từ đầu tới giờ hả, công nhận ông hay tới mức mà ông làm cho tôi quên kêu subscribe, share với lại donate cho những cái kiến thức review hay ho như vậy thông qua những cái vé mà các bạn gửi tới cái team Dưa Leo đi ngay lập tức ra rạp để mà review cho các bạn có liền ngay lập tức vậy. Các bạn xứng đáng donate lắm. Ông làm cho tôi quên tới cái chuyện đó luôn, là các bạn ông hay tới cỡ nào luôn. Làm đi mấy bạn, đừng có để cho ông quên nữa, hiểu chưa? Nhớ share là share cái hình, sau đó các bạn bỏ cái link YouTube vô trong phần comment, không có để caption, không có quăng cái link YouTube trực tiếp lên Facebook, tại Facebook á nó sẽ chặn tương tác, nó làm chúng ta không có thấy được. Bạn share mà cái link YouTube á, nó làm cho những người khác vì cho bạn luôn nghĩ là không có ai muốn quan tâm tới này, thôi mình không share nữa. À nhớ nghe chưa? Share cái hình, sau đó bạn post cái clip YouTube, cái link á, bỏ vô trong phần comment. Nhớ nghe chưa? Bộ phim này á, nó rất xứng đáng để các bạn ra rạp coi. Nhưng nếu mà các bạn đã coi và các bạn đánh giá cao cái bộ phim Mad Max Fury Road năm 2015 á, thì có thể bạn sẽ phần nào thất vọng. Bởi vì bộ phim này á, cái khúc cuối á, nó nói nhiều quá và nó nói không có hay. Thiệt sự, ông George Miller á, ổng là một người mà nếu mà các bạn coi những cái phần mà giải thích của ổng ở trên mạng thì ổng nói tôi làm phim tôi không có muốn có nhiều thoại trong đó. Trong cái bộ phim mà Mad Max Fury Road 2 tiếng đồng hồ á, cái anh Tom Hardy á, anh đó anh nói có 30 câu à. Bộ phim này 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chị Furiosa nấu có 62 câu. 2 tiếng rưỡi mà nó có 62 câu à. Nhưng mà phần lớn đóng đó là nằm ở cuối phim. Và cái khúc đó là cái khúc dở nhất phim. Nó rất là dài dòng, lê thê và không có để làm cái gì hết trơn. Và khúc đó là cái khúc diễn dở nhất của hai người luôn á. Ngoài trừ cái khúc đó ra thì còn phần còn lại coi đều rất là mãn nhãn và giải trí. Thành ra nếu mà bạn nào mà coi khó tính á, thì các bạn sẽ cảm thấy giống như tôi. Còn bạn mà dễ tính, bạn coi bạn sẽ thấy đây là một bộ phim rất là đáng để mà giải trí. Đặc biệt là nếu các bạn lâu rồi không có coi một cái phim nào mà hành động mà đáng để mình bỏ tiền ra rạp hết thì có thể coi Mad Max Furiosa. Clip dài rồi, tới đây là hết rồi. Bạn nào thấy clip review hay thì có thể share, có thể subscribe cái kênh này, bởi vì không chỉ review, tôi còn có làm những cái clip mà về những vấn đề nổi cộm trong cái thời gian qua, chẳng hạn như là clip về thầy Minh Tuệ. Thì thầy Minh Tuệ là một con người đáng được tôn trọng và rất là tôi khâm phục luôn á. Thành ra tôi làm một cái clip đó nằm trong phần pin comment, tại cái comment mà tôi để đầu tiên chứa đựng cái thông tin về donation rồi gì đủ kiểu hết á. Các bạn coi đó đi ha. Và khi các bạn bấm subscribe thì có những clip hay thì tự động YouTube nó sẽ báo cho các bạn coi. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp clip khác. See ya.